Xin chào anh em, mình là Đại Công Nghệ. Trên tay của mình đang là chiếc iPhone 11 Pro Max. Tuy nhiên chiếc điện thoại này không phải là nhân vật chính trong video, mà là nhân vật chính sẽ là những cái quạt tản nhiệt. Và đầu tiên nó là một chiếc ốp tản nhiệt. Lúc đầu mua về thì nó sẽ được lắp vào cơ, một cái miếng để lắp vào trong và một cái sò tản nhiệt. Và trong video này thì mình cũng sẽ test trực tiếp với một số cái con sò mà mình đã có ở đây. Đây là con DL08, thì nó sẽ có một cái sò và cái phần này làm kim loại nhá, CX01, con này thì là loại sò hít. Mình thấy là con này nó làm đẹp này. Và cuối cùng là con DL12, nó là cái dạng cũng như cái con DLA4 này, nhưng mà nó không có sẵn ốp. Kiểu là mình mua về thì mua thêm cái ốp trong suốt nữa, xong rồi tự cắt ra. Và về công suất thì mấy bọn này đều là 5V 1.5A hết, không có con nào ngoại lệ cả. Hoàn toàn anh em có thể sử dụng những cái củ sạc nó công suất không cao, hoặc là cái pin dự phòng mà có cái công suất chỉ tầm 15W hoặc 10W. Tuy nhiên cái con X12 Pro Max này công suất nó lên đến là 27W cơ, mà sạc dự phòng thì rất ít con có thể đẩy công suất tối đa, nên là nó sẽ chạy với cái công suất bình thường thôi. Nó sẽ có hai lớp, một lớp nhỏ và một lớp mạnh ấy. Nên là nếu anh em mua về mà không có củ sạc công suất cao, hoặc là anh em hay sử dụng những cái cục pin dự phòng không mạnh ấy, thì nó sẽ khó đẩy được cái công suất tối đa của con X12 Pro Max. Một cách mạnh nhất thì nó cũng sẽ xấp xỉ hoặc là chỉ hơn cái con mấy con DL của Memo một chút thôi. Thế là tóm lại trong video lần này mình sẽ test với 4 con sò nhá. CX01 này, DL12, con này là DL08 và cuối cùng là DLA4. Ui nhiều quá, nên là cũng hơi nhầm một chút. Đầu tiên thì đến với cái con ốp này nhá, khá là thú vị. Ốp tản nhiệt DLA4 dành cho iPhone 11 Pro Max. Anh em có thể thấy là nó sẽ nóng nhất ở cái phần này này. Mình cũng đã tháo mấy con ốc này ra này. Bây giờ thì mình sẽ lắp lại nhá. Và sự thật là khi mua cái ốp tản nhiệt này về thì nó sẽ không tặng cho cái tua vít đâu anh em ạ. Có ốp sẵn ấy. Và với cái nhiệt độ mà những chiếc iPhone sinh ra thì rất là mát, kể cả chơi Genshin Impact luôn. Nó không tăng quá nhiều nhiệt độ giống như ở trên những chiếc điện thoại Android. Sau khoảng 5 phút thì mình đã gắn xong. Và mình thấy một số anh em bảo là như thế này thì sẽ rất là dễ vỡ điện thoại ấy, vỡ kính ấy, nhưng mà ốp này vào không có cái vấn đề gì cả luôn ấy. Trừ khi nhá, anh em làm rơi như thế này, làm rơi xuống đất ấy, hoặc như thế nào thì cái phần kim loại nó sẽ tì trực tiếp vào cái điện thoại thì may ra mới vỡ thôi. Nhưng mà với cái ốp như thế này thì thường là anh em sẽ chỉ khi chơi game mới đeo vào thôi. Thì chiếc iPhone 11 Pro Max ở đây đang chạy phiên bản phần mềm iOS 15.1 và với cái dung lượng 64GB, 5.86GB trống. Mình tải có đúng 3 cái tựa game này về thôi, không có gì cả mà đã gần hết rồi. Còn dung lượng pin tối đa trên điện thoại này là 85%, vẫn đang đạt hiệu năng đỉnh luôn. Mình sẽ kết nối wifi nhé. Độ sáng thì đẩy lên khoảng 80. Đầu tiên thì cùng mình test cái game Genshin Impact. Và về cái phần đồ họa ấy, thì mình sẽ thiết lập lên là cực cao. Tại vì cái con này nó chơi trung bình ý, thật sự là mình thấy là nó mượt lắm. Nó không có cái vấn đề gì luôn ấy. Hiệu quả hậu kỳ thì chuyển xuống mức cao thôi nhá. Cái này thì mình sẽ cốt làm sao mà test để cho nó giật, chứ bây giờ mà mình test với cái cấu hình trung bình nó không giật thì cũng không có thể nào mà test được cái hiệu quả sò một cách chính xác nhất được. Trò Genshin Impact này thì thật sự là một cái trò đốt cấu hình rồi, anh em cũng đã biết rồi đúng không? Khi mà chưa có bát ấy, máy bát thì chơi cực cao rất ít là giật lag luôn. Vừa xong thì vừa nói là nó có một giật một phát rồi. Anh em có thể thấy chơi cực cao mà trên iPhone 11 Pro Max nó vẫn rất là mượt khi mà máy mát đấy. Quá là tuyệt vời luôn. Thực sự để mà nói thì hiệu năng của mấy con iPhone này rất là mạnh luôn. iPhone 11 Pro Max mà anh em thấy đây, cực cao chơi rất mượt. Lúc này là khoảng 5 phút rồi thì mình sẽ tiến hành đo nhiệt độ của máy nhá. Mặt trước sẽ là 36 độ. Còn cái phần nóng nhất của mặt sau sẽ là 41.5, ngay ở cái vị trí này luôn, nóng ran lên rồi. Mình thấy là đã bị lốc cái độ sáng ở mức 70 rồi, đẩy lên không thấy gì cả. Và sau khoảng 10 phút thì cái nhiệt độ của máy này, mặt trước là 38.6, nhiệt độ mặt sau 42 độ. Bây giờ thì mình sẽ thoát ra nhá, để cho nó mát một chút. Ở đây thì mình có một cái củ sạc của Zmi để cấp nguồn 200W luôn.
Tuy nhiên thì đến cùng nó cũng chỉ nhận được cái dòng là 7,5W, 5V, 1,5A thôi. Và cái con sò này thì nó chỉ có một màu LED thôi, là màu xanh. Nó sẽ có những cái miếng nhôm tản nhiệt ở trong này luôn. Nhìn cũng khá là đẹp. Không biết đeo vào như thế này thì nó có làm nóng máy lên không? Mình sẽ chỉnh về cái thời gian sáng này. Nhìn thì khá là đơn giản bởi vì cái nguồn của nó khá là thấp mà. Mình sẽ để cái cục sạc này ra nhé. Và cái vị trí này thì cũng sẽ áp thẳng vào cái vị trí nóng nhất của chiếc điện thoại luôn. Có thể thấy này, với cái đồ họa là cực cao mà iPhone 11 Pro Max nó chơi như không ấy. Rất là mượt mà luôn. Vừa xong thì mình thấy là nó có bị khựng một lần thôi, nhưng mà rất nhẹ nhàng. Kiểu nó làm dày như thế này bằng cao su ấy, cao su nó cũng có thể dẫn nhiệt. Tuy nhiên là cũng ít thôi, nhưng mà nó vẫn có tác dụng. Bây giờ đã là 6 phút rồi, mình đo nhiệt độ nhá. Mặt trước là 37,3 độ. Mặt sau là 39,6. Những vị trí khác, ở ví dụ ở trên cái con điện thoại ấy, cái phần trên này thì rất là mát, 33 độ thôi. Chỉ có phần này là nóng nhất thôi. Thật sự rất là đẳng cấp luôn, chơi mượt. Mặc dù đeo cả ốp chơi game, tuy nhiên thì cái trải nghiệm rất là mát mẻ. Và nhiệt độ thì không khác gì khi mà anh em sử dụng máy trần cả. Lúc này đã là hơn 10 phút rồi. Sau 11 phút thì nhiệt độ mặt trước của điện thoại này 35,1, 35 độ thôi. Và mình đo cái nhiệt độ mặt sau nhá, 31 này, những cái chỗ khác 31. Và cái chỗ cái con sò ốp vào đang là 38 và đang tăng dần lên này. Đó, đúng ở ngoài chỉ 35 độ thôi, 32 độ này. Tiếp tục thì mình sẽ thoát ra và chờ một chút. Tiếp theo mình sẽ test với DL08. Mặt lưng trông áp phết nhờ. Và nó làm khá là chuẩn, không thấy bị gợn tay luôn. Đây sẽ là cái cáp của nó. Và chiều dài cáp phải 1m đấy. Công suất của con sò thì cũng chỉ là 5V 1,5A nên là sạc cũng không thể là sạc nhanh đâu. Cái dây sạc thì rất là bình thường. Đây là đèn của nó, khá là đẹp. Riêng với con sò này thì anh em có thể đẩy được lên gần cụm cam luôn. Đẳng cấp thật sự. Đây, anh em thấy này, nó sẽ lé cái phím ra. Nó sẽ thiết kế cái kiểu này nên có thể đẩy không bị cấn phím luôn. Đó, đẩy lên cụm cam luôn. Chất, con này đúng thiết kế đẳng cấp thật đấy. Như mình cũng đã phân tích từ đầu ấy, anh em hoàn toàn có thể sử dụng bất kỳ một cái cục sạc dự phòng nào mà có công suất khoảng 10W là đã có thể kích hoạt được cái con sò này rồi. Và cái tiếng ồn của nó thì không quá là to. Mấy con công suất lớn như X12 Pro Max thì rất là ồn luôn. Nhưng mà mình đánh giá thì cái thiết kế của con DL08 này thì đẳng cấp nhất rồi. Nó sẽ hợp với mấy con iPhone lắm đây. Một lúc nữa thì mình cũng sẽ thử cái vị trí đối với một con điện thoại Android cho anh em xem nhá. Anh em yên tâm. Về hình ảnh anh em có thể thấy là gần như max setting rồi. Tuy nhiên thì chơi rất là ngon. Khi mà chơi Genshin Impact ấy, thì cái kẹp ở đây này, mình thấy là nó không quá là vướng đâu. Và cái vị trí xung quanh này thật sự rất là mát. iPhone thì mát thôi rồi. Mình sẽ đo nhiệt độ nhá, 5 phút rồi. Đây, có thể thấy mặt trước chỉ là 34 độ này. Ôi, sao mà mát thế? 33 độ thôi. Còn cái nhiệt độ ở mặt sau, xung quanh con sò cũng chỉ loanh quanh 30, 31, 32 độ thôi. Đây, trên này 29 này. Nó chỉ 35 độ thôi bởi vì cái con sò nó áp hẳn vào đây rồi này, nên là máy rất mát. Memo công nhận thiết kế đỉnh thật. Mình thấy nó khoảng tầm 35, 36 độ bởi vì cái khung nó bằng kim loại cả. Mình sẽ đo cả nhiệt độ nhá. Đây này, nhiệt độ con sò này. Đó, có chỗ 36 độ. Và bây giờ thì mình sẽ thử đi đánh hai cái con khổng lồ ở đây mình hay test này. Kể cả chạy vào đây cũng rất là mượt mà. Không thấy bị khựng luôn. Ok, bây giờ là 11 phút rưỡi rồi, mình đo nhiệt độ mặt trước này, đo luôn nhá.
nó sẽ nóng nhất ở cái vị trí con chip ra này, 35, gần 36 độ thôi, rất là mát. Còn những vị trí ở xung quanh thì 32 độ. Cái con sò nó ốp thẳng vào vị trí chip thì nhiệt độ ở đâu ra nữa. Còn đây là cái mặt sau nó, ở vị trí con chip ấy, thì chỉ loanh quanh là 35 độ thôi, 34 độ này. Xong nó dần dần lên 35 này, bắt đầu lên 36, ok. Bỏ sò ra thì nó tăng là bình thường mà. Còn xung quanh ở dưới này toàn 30, 31. Con sò này nó không những làm mát cho chip mà nó còn có thể làm mát pin một phần nữa. Tiếp theo đó thì mình cũng sẽ tắt màn hình đi cho nó mát mát một chút nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đến với cái con sò có lam châm hit là CX01 nhé. Và công suất nó cũng chỉ là 5V 1.5A. Nó bình thường thôi nhưng mà hiệu quả rất là tốt đúng không? Cái dây theo của nó thì cũng rất là bình thường thôi. Và trên con iPhone 11 Pro Max ấy, nó cũng có cái hút này nhưng mà nó yếu lắm. Nó yếu rồi, không dùng được. Còn đây là con iPhone 13 Pro Max. Hút vào cái mạnh, mạnh lắm. Này, không rơi được đâu. Đây sẽ là miếng dán nó, trông cũng rất là thời trang. Giá như cái miếng này nó to hơn một chút thì có phải hay không? Tuy nhiên, như thế này cũng có một cái ưu điểm của nó nhá. Nó có thể đẩy vào cái vị trí gần sát cái chỗ con chip hơn. Tại vì cái miếng này nhỏ nên là nó có thể tiếp xúc tốt với con chip ở đây, không chạm vào camera luôn. Con này thì cắm vào cái là chạy luôn thôi. Nó sẽ có đèn LED khá là nhiều màu. Để mà nói thì mình thấy là con này nó sẽ gọn hơn DL08. Có một ưu điểm ở trên Memo CX01, đấy là cái nhiệt độ mà của con sò nó không quá cao. Nó không nóng như là cái con DL08 khi có vỏ kim loại. Mặc dù là để ở cái vị trí này nhưng mà mình không cảm thấy vướng một chút nào cả. Tay mình để như thế này hoặc là để như thế này đều được. Chỗ này khá là lag này. Có vẻ là quá nhiều hiệu ứng. Và lúc này thì mình đo nhiệt độ nhá. Mặt trước là 35,8, gần 36 độ này, 36. Còn xung quanh chỗ đấy chỉ 31 thôi, 31, 32. Còn mặt sau thì ở dưới này 33 độ này, cao nhất này. Trên này 31 độ, đây, ở gần cái chỗ con sò là 30 thôi. Còn chỗ con sò sẽ là 28 độ luôn đấy. Nhưng mà ở cái chỗ dưới này thì sao? 35 độ thôi, 35,4. Cái độ sáng nó được unlock hoàn toàn rồi. Cái đoạn đầu tiên thì khi mà không có sò thì nó bị lốc độ sáng đúng không? Nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngon lành. Và mình đã chơi được 12 phút rồi, bắt đầu đo nhiệt độ nhá. Mặt trước cũng chỉ 36 thôi. Có thể thấy là rất là mát, 34 độ này, 32, 31 độ này, 32, 33, 34 này. Gần vị trí con chip này, 35 này. Ngay dưới chip là 35 thôi. Và cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ đến với chiếc sò đặc biệt DL12. Với cái con sò này thì nó đặc biệt ở chỗ là chúng ta sẽ phải tự ráp vào cái ốp điện thoại nhé. Bây giờ thì mình sẽ tháo con DLA4 ra và lắp cái con DL12 vào ốp này. Lúc đầu thì chúng ta sẽ có một cái miếng dán ni lông này ở đây. Mình bóc ra nhá. Nó quá là dính đi. Đây mình sẽ thử hết sức. Ok, đã hết sức khéo tay rồi nhưng mà nó cũng sẽ vỡ ra như thế này. Và cái này nó giống như kiểu là một cái lớp keo vậy. Chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ để vào như thế này nhá. Để vào như này. Vừa in luôn. Mình sẽ đo cái khoảng trống này nhá. Anh em có thể thấy là 39 sẽ xấp xỉ 39,6. Còn cái miếng hình vuông này thì sẽ là 46,39. Và tùy theo hướng mà anh em muốn cắm cái dây sạc thì anh em lắp vào thôi. Và mình cũng sẽ phải đo cái độ dày của ốp nhá. Nó sẽ là 1,3. Anh em đừng vội siết chặt nhá, cứ từ từ. Ok, thế là đã chắc chắn rồi. Và mình thấy như thế này thì nó hơi lòi ra một chút. Nhưng không sao, chơi game mà vậy, không nào mang đi ra ngoài đâu. Về tính năng thì con DL12 này nó có hơn bọn kia ở cái là nó có thể lắp thêm cái pin dự phòng vào. Nghĩa là cái pin của nó sẽ kẹp vào đây.
Và cái bộ pin đấy thì mình rất tiếc là không có ở đây, nhưng mà nó sẽ có giá là khoảng 200.000. Những cái con màu đen là bằng nhựa nhá, còn có mỗi cái con DR08 là bằng kim loại thôi. Ok, đã được 5 phút rồi và mình đo nhiệt độ nhá. Mặt trước của máy cũng chỉ loanh quanh 30 độ C này. Có cái phần mà từ con sò tản ra là 34 độ. Còn với mặt sau thì nhiệt độ ở chỗ con chip là 37 độ. Còn xung quanh sẽ là 32 độ thôi. Đó. Rất là mát. Đỉnh thật sự. Cần gì cứ phải là công suất mạnh đâu. Công suất mạnh anh em còn không có cục pin dự phòng khỏe mà chiến ấy. Thì với cái điều kiện như thế đương nhiên máy nó sẽ được max setting và không bị lốc độ sáng rồi. Này Genshin Impact còn như thế, ví dụ là anh em chơi PUBG để chơi Liên Quân Mobile mà cắm con sò này vào đảm bảo là quay video màn hình vẫn ngon. Con sò này thì mình thấy kêu to hơn mấy con còn lại. Khá là ồn đấy. Anh em đến chỗ này chưa? Chống chất chơi đấy chứ. Ok, lúc này đã là 10 phút rồi và mình đo nhiệt độ này. Ở cái vị trí con chip tỏa ra cũng loanh quanh 36 độ thôi. Còn xung quanh cũng chỉ là 32 độ. Đây nhiệt độ mặt sau. Có thể thấy là chỉ 37 độ thôi. 37 độ chỉ ấm thôi. Không nóng một chút nào cả. Và bây giờ thì mình sẽ thử với một con điện thoại Android. Bây giờ thì mình sẽ gắn thử mấy con sò này với điện thoại Android nhá. Đây, không được. Với CX01 thì vị trí ở đây là tốt nhất rồi. Không để lên đây được. Con này thì cũng rất là đỉnh cao luôn. DN08 này, không bị chạm nút nguồn luôn. Đây, nút nguồn vẫn bấm bình thường này. Này làm thêm được cái miếng tản nhiệt ốp lên trên cái miếng này cho nó chuyển ra đây. Và tiếp theo thì mình cũng sẽ thử với một cái con sò này thôi. Bởi vì hai con này cũng y hệt như nhau mà, có gì đâu. Mình sẽ thử cái vị trí tiếp xúc thôi nhá. Đây, cái vị trí này thì cũng có thể biết được hết rồi. Cái miếng này khá là to nên không lắp ở đây được rồi. Chỉ có thể lắp ở đây là cùng lắm là lắp ở đây thôi. Vị trí tốt nhất là lắp ở đây thôi anh em ạ. Tuy nhiên là với mấy con Android này nó tỏa nhiệt nhiều lắm, nên là khả năng anh em mà mua ốp vào ấy thì đúng là nướng luôn. Với bốn cái con sò tản nhiệt này thì nó sẽ có các công dụng khác nhau, mình đã lưu ở trong video rồi. Nếu mà anh em thấy thích thì có thể mua về. Với bốn con sò tản nhiệt này thì đều có công dụng khác nhau. Nếu mà anh em thích thì link mua hàng mình để ở phía dưới video nhé. Và qua đây thì anh em có thể thấy cái hiệu năng mà con sò mang lại đối với những chiếc điện thoại iPhone. Và đặc biệt đây iPhone 11 Pro Max, mình rất là hài lòng với cái hiệu năng khi chơi Genshin trong thời điểm hiện tại. Nó thiết kế khá là ngon khi mà có thể kẹp được gần cụm camera trên cả Android cũng như là iPhone. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.